Xin chào toàn thể các anh chị em mà đến với kênh mua bán xe lướt và em là Đức Duy. Em chúc toàn thể anh chị có một tuần mới làm việc thật là hiệu quả anh chị nhé. Thì hôm nay em về một chiếc xe Peugeot 5008, xe sản xuất năm 2019, một chủ từ đầu, biển thành phố, xe chạy được 3 vạn km, màu trắng nội thất đen. Thì hôm nay em sẽ quay video chi tiết cho anh chị xem và anh chị cùng đánh giá cùng em chiếc 5008 này nhé. Ở phía cụm đèn thì đã sử dụng đèn bi led có cả hỗ trợ góc đánh lái anh chị nhé, cũng như là đèn led gầm, đèn gầm cũng là đèn sử dụng đèn led rồi, kèm theo là cảm biến trước này, đấy rất là xịn sò luôn. Peugeot thì rất là nhiều các cái trang bị hay, thì tí nữa em sẽ đi chi tiết hơn cho anh chị xem nhé. Thì lốp thì là sử dụng lốp Michelin, đây ạ, lốp Michelin. La răng thì không xước một quả nào đâu. Lốp thì còn khá là dày. Lốp thì còn rất dày anh chị nhé. Sơn zin thì theo cá nhân của em thì còn đến hơn 90% cơ. Rất là đẹp luôn. Màu trắng thì anh chị có thể thấy được rất là dễ. Màu trắng thì anh chị sẽ rất là dễ thấy được là sơn si nó như thế nào. Nó có cùng màu hay không. Em sẽ đi quay chi tiết nhất cho anh chị xem. Cốp thì là cốp điện hết rồi anh chị nhé. Rất là rộng rãi luôn. Rất là rộng rãi, cốp điện đầy đủ hết. Hai ghế đằng sau này gần như là không ngồi anh chị nhé. Tất cả các thảm mua mới như nào thì nó sẽ còn nguyên như thế. Keo chỉ thì không mất một phần nào đâu ạ. Sơn zin thì còn 90% keo chỉ, không mất một phần nào. Ốc ác nguyên zin hết. Xe rất là mới luôn nhé. Xe rất là mới từ những cái chi tiết nhỏ thôi ạ. Đây là ghế của nó còn rất là đẹp luôn. 3 vạn cây không cớ gì không mới đúng không ạ? Cửa gió ghế thứ hai này. Rồi cũng như là cửa sổ trời toàn cảnh này anh chị này. Rất là xịn sò luôn. Chạy 508 này thì không khác gì anh chị ngồi một chiếc khoang máy bay hạng sang cả. Rất là cao cấp. Những cái phần này anh chị thấy này. Cái phần nỉ trông rất là đẳng cấp. Loa của chiếc ấy là nghe cũng rất là hay anh chị nhé. Đây ạ, keo chỉ đây. Keo chỉ thì không mất một phân nào đâu anh chị nhé. Đấy, rất là xịn. Cũng như là người chủ đã lắp thêm thảm 5D, tất cả mọi thứ trang trí rồi. Ghế bên lái thì là có cả nhớ ghế và cũng như là massage anh chị nhé. Đấy ạ, massage này. Ghế massage như hai vị trí ghế này, bơm ghế này, ghế điện đầy đủ hết. Cái mùi ghế của nó đây còn rất là dày luôn. Sờ ra cũng rất là chắc chắn. Rất là xịn. Ngồi cũng rất là êm ái ở phần ghế này nhé. À, tất cả các cái phím gương thì đều là gương điện hết rồi. Em sẽ nổ máy lên cho anh chị cảm nhận. Rất êm luôn. Vô lăng của chiếc 5008 này thì rất là nhỏ gọn, cầm rất là thích cũng như là rất là nhẹ nha anh chị nhé. Đầy đủ hết tích hợp, ví dụ như là cảm biến về giọng nói này, cảm biến giọng nói này, tăng giảm âm lượng cũng như là chỉnh các cái chế độ về màn hình ở đây, tùy theo cái sở thích của mỗi người. Thì đây bên này thì có chỉnh về màn hình giải trí cũng như là có cả lấy gãy số trên vô lăng này. Đấy, cảm biến đèn, cảm biến gạt mưa này. Thì cruise control này nằm ở dưới này nhé anh chị nhé. Đây, cruise control nằm ở dưới này. Đầy đủ hết. Và cái cần số của em nó còn cần số rất là hay luôn anh chị nhé. Đây, cần số này. Anh chị có thấy giống một chiếc máy bay không? Rất là đẳng cấp. Đây là đèn nổ start top này. 6 chế độ, 5 chế độ lái này. Tùy chọn theo cung đường anh chị nhé. Bên trong có cắm sạc không dây này. Đây tất cả các phím bấm này anh chị thấy rất giống một chiếc anh chị ngồi một chiếc máy bay luôn, rất là đẳng cấp, rất là xịn sò. Ngoài ra trên này thì màn hình của nó thì cũng rất là nhiều các cái tính năng, ví dụ như là anh chị có thể xem USB radio Bluetooth, cắm được các cổng AUX đầy đủ hết. Quản lý hình ảnh. Đấy, cái màn hình này thì rất là nhiều các cái tính năng anh chị nhé. Anh chị có thể cài ảnh vào đây để mình lên cái màn hình này luôn.
rất là xịn. Gương chống chói tự động hết rồi. Cửa sổ trời thì là cửa sổ trời toàn cảnh. Đấy. Rồi thảm tablo này. Tablo còn không khác gì một chiếc xe mới luôn anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Xe thì bên em bán giao cam kết bảo hành cho anh chị là 1 năm, tương đương với 10.000 km. Bảo hành 4 tiêu chí là xe không bị đâm đụng tai nạn, không ngập nước thủy kích. Động cơ hộp số của xe là nguyên bản cũng như là giấy tờ pháp lý của xe là minh bạch. Ngoài ra thì xe bên em thì vẫn còn full lịch sử bảo dưỡng của hãng đến tận năm 2023 cơ. Hết năm 2023 anh chị nhé. Anh chị có thể đưa vào chính hãng để kiểm tra chất lượng xe. Rất là thoải mái luôn. Em sẽ quay một chút về khoang động cơ nhé. Mở một tay hơi khó. Anh chị có thắc mắc gì về xe thì hãy gọi điện trực tiếp đến số hotline trên màn hình của em là 0985 33 7070. Em là Đức Duy. Em sẽ hỗ trợ tư vấn các cái thủ tục mua bán cũng như là trao đổi với anh về các cái phần xe. Thì anh chị cần chi tiết hơn phần nào thì em sẽ gửi cho anh chị để anh chị xem và tham khảo cách tốt nhất anh chị nhé. Những cái chi tiết nhỏ đây anh chị có thể thấy là những cái tay nắm cửa hay là về sơn si. Tất cả mọi thứ nó còn như một chiếc xe mới luôn. Thì chiếc Peugeot 5008 xe sản xuất năm 2019, biển thành phố, một chủ từ đầu, màu trắng, nội thất đen. Em đang bán với giá là 995 triệu đồng anh chị nhé. Giá có thương lượng ạ. Nên anh chị không phải lo về giá đâu. Thời điểm này anh chị mua xe thì giá nó cũng rất là hợp lý thôi. Hỗ trợ trả góp lên đến 75% giá trị xe trong vòng từ 5 cho đến 6 năm mà không cần chứng minh thu nhập. Mà giải ngân trong vòng từ 3 cho đến 4 ngày anh chị đã có thể lấy xe đi rồi anh chị nhé. Anh chị chỉ cần trả trước khoảng 300 thôi là anh chị đã có thể lấy xe đi rồi. Tất cả mọi thứ thì bên ngân hàng sẽ lo hết cho anh chị. Mà giờ, thời điểm này thì lãi suất cũng đang rất là ưu đãi anh chị nhé. Đây là toàn bộ video em quay đánh giá chi tiết về chiếc Peugeot 5008. Anh chị cần em hỗ trợ gì thì hãy gọi trực tiếp đến số hotline của em trên màn hình nhé. Em là Đức Duy, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo. Xin chào.